đất của ai thì người ấy phải chịu, nào thì nhà ấy phải chịu chứ. Thì mình đi không may ra thì gặp ma gặp tà thì các người bảo vậy mà tôi chưa biết được. Ôi nhiều thầy chứ, về thầy cúng luôn, cúng ngày cúng đêm rồi thì cả vợ cả chồng chứ. Chào tất cả mọi người nhé, thì hiện tại giờ anh em mình đang vào cái hầm giảm Tây Kiên Sương của mình các bạn nhé. Đây mình đang đi tìm nhà hầm giảm dân địa phương thì anh em mình tiếp tục đi vào trong khu nhà ông Giả này các bạn nhé. Đây, trong khu làng quê này thì câu chuyện trong này rất là nổi tiếng các bạn ạ. Chắc ở đây cầu cuối hình như là không phải cái cầu này, không phải thôi cầu trên cơ. Đấy, các cầu này đúng chú. À, ông ạ. Ông hỏi nhà ông Dạng xóm 9 chỗ nào không? Đấy. Nhà ông Dạng ạ. Thành ạ. Nhà ông Dạng ạ. Ông Dạng ạ. Này ông nói cái này. Ông cho ông hỏi nhà ông Dạng ở đâu không? À đâu. Mà đi hỏi ông nhà ông Dạng chết mẹ rồi hỏi gì. Dạ. Thế bao giờ có tí việc tí. Cảm ơn ạ. Đây, sau đây thì mình sẽ đi cùng cái ông đi trước các bạn nhé. Khu vực này thì rất là nhiều đồng lúa xanh các bạn ơi. Đây. À kia là nhà kia đấy à? Nhà trong này không? À nhà về phía tay trái đấy. Dạ vâng. À vào trong. Vào trong thôi. Có vào không anh? À. Có vào không? Ừ vào đi anh em mình vào đi. Đây, hiện tại giờ anh em mình đã đến nhà ông Dạng các bạn ơi. Khóa cửa em ạ. Khóa cửa hết rồi. Đây, số này rất là nổi tiếng rồi. Đây, hiện tại thì anh em mình đang ở nhà ông Dạng các bạn nha. Đây, các YouTuber khác thì cũng đã đến đây quay cho mọi người xem rồi.
Đây, hiện tại thì mình đang ở nhà ông Dạng các bạn nhá. Đây các bạn ơi, ở xung quanh này thì cũng có cái nhà đấy các bạn ơi, bên hàng xóm này. Ở đây thì rất là nhiều những cây. À bác à, vâng, cả phóng viên các thứ, tất cả à. Tất cả thì nhà bao thì nhà cúng rồi thì ôi giời, nằm đêm là một hôm ở đây nằm à, nằm ở đây mà tìm hiểu đấy và đấy, cả nàng ngủ ở đêm ngủ hôm đây, một đêm ở đây à, trẻ chiếu ngủ ở cửa kia kìa. Thế là tôi bảo không phải ngủ ở đấy làm gì, cứ sang nhà tôi rồi mà nghỉ, các người về là tôi cứ là nói chuyện xong một sự thực là các người cứ về đây rồi thì mà sang ở đây mà nghỉ, chứ không gì phải trải chiếu nằm ở sân với ở ngoài cửa đâu chứ. Vậy nhà bà ngay cạnh đây có cái gì sự lạ không bà? Ta chả thế gì cả. À à. Đời các cụ trước thì nói thật cho các cháu chứ, đất là có ai mới chịu chứ, nhà mình làm gì rồi mình à, kể họ chứ là không à. Các cháu thì các cháu cũng biết rồi mà. Cho nên là cháu thì xong nước à, xong nước rồi đi à. Thôi một tuần thì cứ vào và đây uống nước mấy khi mà à, vâng. Đã vào đây mà đúng ngoài cửa. Vâng, vậy thì cháu vào một chút. Đây, bà cũng biết rồi, bà thì rất nhiều VTV với lại chương trình những truyền hình xuống đây cũng đây rồi, bà cũng nhiều cũng, cô ạ. Nhiều rồi. Nhiều, cứ chả mấy ngày không có người về đâu. Cứ đi dẹp cái này. Chưa nghe cái lịch sử ấy đi dẹp sao? Đấy, cứ vào đây rồi cứ ngồi thì bỏ giày ra. Đấy, anh em mình vào đây. Đây nhà, nhà bà khang trang thế. Nhà bà khang trang thế. Đấy, đấy kiểu phong cách. Vâng. Dạ. Vâng. Đây vâng, bà cho xin. Mấy khi ngồi đó mấy khi. À. Khách. Đây cháu căn bản cháu tìm hiểu trên mạng rồi, thế thằng em này nó cũng không biết đấy. Cháu là vừa công việc đi làm cũng vừa là công việc trên mạng. Ừ, cứ đi vậy cho để mới biết chứ. Có ở nhà. Vâng. Làm gì biết mà cứ nghe tin đồn làm gì biết, cứ đến sự thực, phải không? Thì nhà cửa người ta đấy chứ có bảo là hoang dã gì đâu. Thì người đi qua đi lại vẫn đi. Trước tôi thấy người ta quay chỗ này nó hoang vu lắm, thấy toàn cỏ dại mới này. Thì đấy. À. Cứ mà bây giờ có người đi qua đi lại. À. Thì nó quang đãng rồi lại tôi thỉnh thoảng tôi cũng phải làm chứ. Bây giờ có ai nhà người ta, bây giờ ai người ta về nữa. Chỉ có cô con gái, cô lấy chồng ở Vũ Đông ấy. À. Thì con gái chứ phải con trai đâu phải không? Vậy lúc, vậy là lúc khó. Vậy là lúc cháu xem video là ông Dạng ông ấy vẫn mời khách đấy ăn uống thì nhỉ? Thế bây giờ ông Rạng đâu, con Dai ông ấy à, con Dai ông ạ. Ừ, Việt mới chết được một rỗ rồi à. Ừ, ôi dồi. Cái ông ấy thì nó ở nhà máy xay nghe chưa, cái ông ở nhà máy xay thấy bởi như thằng Việt ấy, nhà máy xay ấy. Thế là nó về hưu thì nó cũng say xỉn chết đi mà rượu chè say xỉn. Nó chết về bệnh uống rượu à. Chứ nó chẳng làm sao à, vâng, cháu thấy nhiều chuyện họ cũng kể thế nó, ừ, nó còn cũng... thì trước ấy còn các cụ già ấy thì đến một ngày là chết mấy người thì hô hồi bảy người, bảy người thấy trên video trên mạng. Ừ đấy, vâng. Thì con cháu với lại cụ già với lại bà Rạng. À. Còn ông Rạng thì ông chết bệnh à. Ừ. Bà Rạng thì chết tự nhiên à. Cũng đang ngồi ăn cơm nguội thôi chứ không phải là ăn cơm nóng. Ăn cơm nguội thì tôi cũng sang, tôi cũng ngồi cửa ấy. Hai bà con ăn cơm xong rồi bà bảo hôm nay ta người ta thấy làm sao ấy mẹ. Thế bảo vậy thì người bà làm sao thì bà lên giường mà nằm tí đi. Thế là bảo bà lên giường tí thì là cứ sùn một mép đó à. Cứ ngồi ở dưới đất đấy nó sùn một mép. Vâng, bởi vì lúc cháu đến đây cháu cũng không muốn kể chuyện này, thằng này cháu chỉ gọi là sợ là nó sợ. Chẳng câu chuyện gì, bây giờ bình thường không á mà à. Chẳng có mà chẳng có mà có tả gì đâu mà rộn khổ à. Đấy,
Tôi ở đây ông ấy thì hồi này ông ấy đi với ở nhà thôi, còn ông toàn ở ở bên nhà con ông Lương Vũ Đông đấy, hai nhỉ, tất ngã ba Vũ Đông rồi này, chợ Vũ Đông đấy. Thì một thằng điện tử và thằng cơ khí, hai thằng ở tất đấy. Còn có tôi ở nhà thôi, còn ông ấy đi suốt ngày suốt đêm. Vậy mà thôi, chả cái gì. Hồi tôi chưa xây bít cái này cơ. Chưa xây bít, còn cứ đứng thẳng cái hiên này ông nhìn sang cơ, tôi cứ đứng tôi nhìn sang. Ai cũng cứ đến bảo vậy bà nhà là không sợ. Rất nhiều người họ xuống đây họ tìm hiểu. Tâm mình cứ tốt chứ cứ ấy rồi chị. Chẳng có ma quỷ nào nữa. Đất của ai thì người ấy phải chịu, nào thì nhà ấy phải chịu chứ. Thì mình đi không may ra thì gặp ma gặp tà thì các người bảo vậy mà tôi chưa biết. Nên là cũng có gặp. Có nhiều người vào gặp rồi. Bảo vịt nó đẻ rồi thì vịt nó đẻ ở ao, ở ao rồi cứ bông chuối đấy, vịt nó đẻ rồi thì chẳng ai lấy. Thì các anh bảo ai ra bữa ao làm gì mà lấy. Vâng. Nóng người còn đến đây ngủ qua đêm để ăn uống. Tìm hiểu. Ngủ qua đêm. Trải chiếu không nằm ở hiên này. Vâng. Thì lại nằm ở cái chỗ nhà miếu đấy. À cái nhà cũ đấy ạ. Đấy. Trải chiếu hẳn ở đây ngủ ban đêm. Trải chiếu xong rồi nằm ở đấy. Không trải chiếu, trải ống mưa cái bạt gì của họ đấy. À trải bạt ra đây ngủ đấy. Có chiếu. Thế xong rồi nằm ở đấy thì đấy là một đợt là ba người ở bên bên tổ tà thì họ về suốt trong vâng đời. Về suốt và nhiều người mà một đợt thì nằm ở hiên này thế thì tôi bảo không nằm ở đấy thì sang nhà tôi để mà nằm chứ việc gì mà phải nằm ở này dưới mưa dưới gió thế là thì các ông cũng sang đây cho mà sáng ngày ra thì bảo thôi cháu xin phép bác là cháu ở đây còn cháu còn làm việc, cháu làm việc 10 giờ. Nó bảo vậy. 10 giờ cháu phải làm việc. Thế bảo thì 10 giờ thì cứ sang đây ở chỗ cũ là 10 giờ thì về với đây làm cũng được. Cũng sang đây. 5 giờ. Ông ấy cháu hỏi cái đầu cái khu vực này là nhà ai cũng biết nhà ông Dạng. Nhà nào cũng biết xóm 9 ông Dạng. Rất là nổi tiếng. Tất cả chỉ có hình như Vũ Đông, Vũ Tây, đây là Vũ Tây chứ. À đây là Vũ Tây rồi. Còn ở anh các anh đi đường nào về? Sao đi đường D ạ? Đường D trên này xuống này bà này. Con đi D xuống. Đường D từ xóm 8 xuống ấy. Sao mà không hỏi thăm. Các anh ở đi qua cầu Bo sang đây à? À cầu cái cầu gì chỗ đền thờ Bác Hồ ấy bà. Cầu mới đấy à? Vâng cái cầu mới đấy. Vậy thì bây giờ thì các anh về cái đường ngõ ra đấy nhá. Xong các anh đi đi khoảng đấy cái đường này quạt lên là về thị xã chứ còn gì về thành phố. Vâng cũng gần thành phố. Đấy, căn bản là bọn cháu cũng không biết đường không biết nhà. Hôm nay mới xuống đây chơi xuống đây rồi gọi là tìm hiểu. Thì không có ai đến này làm gì biết nói vậy nói chứ cứ các anh có tài giỏi mấy cho nữa có đi đâu thì mới biết đến đấy chứ phải không vâng. Chỉ nghe vậy thôi vâng nghe tìm hiểu trên báo chí trên mạng thứ như rất là nhiều trên mạng thì mới biết vậy thôi chứ không phải đi đâu cũng biết đấy à vâng. Vâng. Mà trên mạng có thấy họ những cái câu chuyện như họ bảo là cái gì trùng tang mấy cái gì trùng tang đâu mà trùng tang à đấy trên mạng ấy họ ghi thế những câu chuyện đọc nó liêu trai. Vâng, những câu chuyện họ kể liêu trai lắm. Nhà gọi là nhà báo rồi tên nói thì biết đâu cứ sự thực cứ bảo cũng có nhiều có ít chứ không cũng có thì người ta mới nói được phải không mới dựng được lên. Ông như ngày xưa cháu thấy trên mạng cũng phải nhìn rất là nhiều thầy xuống đây gọi là cũng về đây cũng xem xét thứ ấy. Ôi nhiều thầy chứ. Về thầy cúng rồi cũng ngay cũng đêm rồi thì cả vợ cả chồng chứ. Về thủi nấu mà ăn ở đây nữa chứ. Về thủi nấu ăn chứ có phải không gì đâu. Không xét ra, coi không xét ra. Vì lại bên an ninh cũng về cũng
lấy đất lấy nước, lấy nắm đất này nhá. À. Xong rồi lấy nước ruôn vào lọ mang đi nhá. Để kiểm tra đấy, kiểm tra chất đất chất nước. Đấy. Đi xem thế nào đấy, là cái hồ ấy là mới là như vậy đấy. Thế cơ mà chẳng thấy trả lời cha mới có cái gì không thì chẳng biết. Nhưng mà việc người ta làm người ta cứ làm rồi không? Vâng. Có cái chuyện như vậy, chuyện lạ như vậy chứ làm gì đã có. Có cái chuyện đấy hả? Nổi tiếng cả nước luôn. Thế nổi tiếng cả nước, vâng. Nhiều người trong cả nước đều biết. Đúng rồi. Kể cả cháu thấy cả tất cả gì trên mạng ở trong miền Nam nó ra tận đây nó quay video nó tìm hiểu. Đấy. Thằng cu nhà tôi, con trai nhà tôi kia, hai vợ chồng chụp ảnh kia ở bên Hàn Quốc đấy. Thế vậy hỏi con. Nổi tiếng. Nổi tiếng. Bảo thế con cứ bảo nhà con ở ngay cùng sân với nhà ông ấy. Bảo vậy thì họ thực hiện. Ngay cùng sân nhà ông. Đấy, lúc đầu cháu đi đến đây cháu tưởng là khu vực này là không có nhà đâu nhá, chúng đưa cháu tưởng nó ngạc nhiên mà nhìn phát nhà bà bên này là khang trang các thứ là nhìn đứng ở bên ngoài kia thì chỉ nhìn thấy cái bánh ngói nhìn ai cũng cứ bảo cháu chỉ nhìn thấy cái bánh ngói mà cháu chưa vào. Họ bảo vậy thì nhà bà ở đây thì là vậy thì khang trang cái này thì có bà có nghĩ cái gì không, bà không có chẳng nghĩ cái gì mà kệ. Tất cả ai phải chịu chứ. Con cái thì tôi nó đi làm hết, ông ơi cũng đi với con, vậy là mỗi mình tôi ở nhà chứ. Mình ở nhà bảo vậy bà già bà không sợ, bà chả sợ. Bọn mình ở nhà chả sợ gì, quen đấy chứ. Đêm hôm chả sợ chả gì cả. Nó quen đấy chứ. Bây giờ mới có điện thoại chứ, trước này làm gì có điện thoại. Giờ có điện thoại, có động đến thì mới gọi điện cho chồng cho con, chứ còn trước này làm gì có. Vâng. Thế rồi nó quen thật. Nhà mình bây giờ đi đâu có cái nhà bên cạnh này, cái nhà bên cạnh đấy là người họ anh em chú con chú con bác thì nhà ông ấy thì là hồi ấy vậy là người ta không ở nhà, ta ra ngoài đầu ngõ ở kia người ta ở chuyển nhà đấy chứ không ở đây nữa. Thế này ra ngoài ở thế một thời gian đó mới cũng chẳng ở thì lại cũng quay về nhà đi, chẳng bỏ nhà mà đi được. Vâng. Nhà tôi thì cái thế này làm sao là chẳng có nghĩ gì. Thôi có gì thì bọn cháu đi quay linh tinh trong này. Cứ thoải mái. Vâng. Làm có gì mới rồi. Vâng. Cứ làm vô tư. Lấy tên vâng, cháu cảm ơn bà. Đây ai hỏi cũng cứ đến thế là tôi cũng nhân tiện là gặp thôi. Cũng như các anh mà thượng ngộ vậy thôi. Vâng. Đến ngõ này nhìn thấy là bảo đi sang đây mà uống nước mát rồi. Nói gì thì hắn nói thế vậy. Vâng. Tôi cảm ơn bà. Đây, trước mắt mình đây nó là nhà ông Dạng các bạn nha. Đây, câu chuyện là rất là nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình các bạn ơi. Ở xã Vũ Tây các bạn. Vũ Tây Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đây, mong các vị ở đây con mày không mặt. Hôm nay con mày xuống đây không có ý gì cả. Chỉ vào đây tham quan và tìm hiểu chứ không có ý xấu. Đây là nhà ông Dạng các bạn ơi. Trước kia thì có rất là nhiều những YouTuber và những người truyền hình xuống vào đây quay rồi các bạn ơi. Đây, căn nhà mới xây này, đang bỏ dở này. Đây, hôm nay thì có cả bà sang đây chơi nữa này, dẫn anh em mình sang đây các bạn ơi. Đây, căn nhà mới xây, tiếc bà nhỉ. Đang xây dở. Đây, đang xây dở đâm ra là không được ở.
Ê, khu sau này có cả ao nữa này, rộng chưa? Mít này. Đấy. Thế mà người ta xuống đây người ta ngủ qua đêm chỗ này đấy, bắc lều, bắc võng các kiểu, bắc bắc bạt xài chiếu đây ngủ đấy, ngủ qua đêm đấy. Cái mít sai chưa? Đấy, cái mít này, nhưng mà ai dám ăn đây đâu. Cái mít này. Đây, các bạn đã thấy là phía sau này bóng rất là mát và râm các bạn ơi. Ở bên này là một cái ao các bạn. Dưới kia là có vịt này. Đây là căn nhà đang xây dở của nhà ông Giang các bạn. Phía này là phía ao rồi các bạn. Đây chắc có lẽ là ngày xưa cái khu vực này là cái cổng các bạn ơi. Đây mình thấy một cái cổng này. Nhưng bây giờ thì nó đã mọc cây tùm lên rồi các bạn ơi. À, đây có cây trứng gà. Cây nhãn này. Đây, trứng gà, nhãn. Đây. Một khung cảnh hoang tàn, ngôi nhà này. Ở trong này thì có mấy cái cây sắn các bạn. Đây, cái sắn tàu này. Đây, rất là cái sắn tàu này thì cũng còi thôi. Bên cạnh đây thì là nhà hàng xóm rồi các bạn này. Đây. Đây là khu vực miếu này. Cây sung, cái này là cây sung và cây nhãn các bạn. Ở đây cũng rất là nhiều chim chóc. Đây, phía khu vực này là một cái ao các bạn này. Khu vực này thì khoảng đất này cũng rất là rộng các bạn, ở dưới quê mà. Đây. Đây các bạn có thể thấy là đây là cái ao này. À, đây có một cái xoài khá là to này. Khu vực quanh đây thì bây giờ cũng có rất là nhiều những người hàng xóm họ xây nhà đẹp các bạn nhé. Hôm nay thì mình đến đây mình quay video các bạn xem thì ở trong này thì không có người các bạn ơi. Nhà cửa thì rất là sạch sẽ. Đây, khu vực này là cái nhà vệ sinh này. Bể nước mưa này. Tét nước này. Ở trong này thì vẫn có người ở các bạn. Nhưng hôm nay thì mình đến đây thì không có người. Đây, và đây là cái con đường ra ngoài thôn các bạn nhé. Đây, một con đường. Người dân thì họ cũng rất hay đi qua khu vực này các bạn. Ngày xưa thì cái đường này thì họ bằng đất. Nhưng bây giờ thì họ đổ bê tông hết rồi các bạn ơi. Nên là đi lại khá là dễ dàng và sạch sẽ này. Phía trước là ruộng ngô này. Đây, chỗ khu vực này thì họ đã phát quang để đi lại rồi các bạn. Trước kia thì mình xem video khu vực này rất là hoang vu và nhiều cây cối rậm rạp các bạn ơi.
Bây giờ thì anh em mình trên đường đi về các bạn ơi. Đây, khu vực ngoài cổng này có cái ao các bạn.